5. Sự lo sợ buồn bã, gian hiểm ma. Lại nữa, khi hành giả ở trong đình ấy, thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ, chỗ chứng mới chưa được, còn tâm cũ đã mất, xem xét kỹ hai bên, thấy mình như gặp hiểm nạn, tâm bỗng nhiên thấy buồn vô hạn, như thể ngồi trên giường sắt, như uống thuốc độc, không muốn sống nữa, thường mong người khác hủy hoại thân mình để chống giải thoát. Giảng: lại nữa, khi hành giả ở trong định ấy, bây giờ hành giả đã có chút định lực sâu hơn, thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ, chỗ chứng mới chưa được, còn tâm cũ đã mất. Hành giả thấy không có điều gì để chứng đạt nữa, cảnh giới tâm chứng từ trước đã biến mất. Xem xét kỹ hai bên, thấy mình như gặp hiểm nạn. Khi quan sát kỹ hai bờ mé, quá khứ và tương lai, thấy cả hai đều biến mất, cảm thấy mình như đang gặp hiểm nạn lớn. Anh ta nghĩ: ô không, đây thật là nguy hiểm, khủng khiếp quá. Tâm bỗng nhiên thấy buồn vô hạn, anh ta thấy lòng tràn ngập ưu sầu, phiền não về mọi việc. Chính ưu phiền đã đưa đến phiền não. Phiền não như thế nào? Như thể ngồi trên giường sắt. Từ sáng đến tối, anh ta tự nghĩ: ô, ta như đang ngồi trên giường sắt trong địa ngục, ta phải làm gì bây giờ? Có thân này thật là khổ, như uống thuốc độc và thấy như sắp chết, không muốn sống nữa. Suốt ngày anh ta tự nghĩ: ta chết đi thì tốt hơn. Ở Trung Hoa có ngạn ngữ: tốt hơn là nên chết đi, đỡ tốn quần áo. Người này có lẽ đã suy nghĩ như thế, nên anh ta nói: chết đi thì tốt hơn, chết đi thì tốt hơn. Trong hầu hết những trường hợp tự tử, thường có sự can dự của ma. Ma hướng về nạn nhân, khấu đầu đảnh lễ, rồi đọc chú. Nhưng nạn nhân không nghe được ma đọc chú gì. Nghĩa của câu chú mà ma thường đọc là: anh nên chết thì tốt hơn, anh nên chết thì hay hơn. Hãy nhanh lên, càng kết thúc sự sống càng sớm càng tốt. Vì nạn nhân quá chú tâm vào việc tự sát nên không thể nghe được bằng tai, nhưng qua tiềm thức, lời chú của ma đã chiếm trọn tâm hồn. Vì ma có tha tâm thông nên nó có thể khiến ma lực len vào tâm nạn nhân và xúi dục tự sát. Tâm nạn nhân nghe lời ma dụ dỗ và tin những gì ma nói, thế là họ uống thuốc độc, tự treo cổ hoặc trầm mình xuống biển, hay nhảy từ trên cầu Kim Môn xuống sông. Đó là cách mà nạn nhân tự sát. Có rất nhiều ma ở quanh cầu Kim Môn, nó chẳng dám quấy rầy bạn nếu trong bạn tràn đầy dương khí. Nhưng nếu có ai đi qua chỗ ấy mà dương khí yếu kém, cả tinh khí thần của người ấy đều yếu, thì ma liền nói: ông chết đi là hơn, tốt hơn là ông nên chết đi. Và người ấy nhảy xuống sông. Hầu hết mọi trường hợp tự tử đều do ma kích động. Thường mong người khác hủy hoại thân mạng mình để sớm được giải thoát. Anh ta thường hay bảo người khác rằng: xin hãy giết tôi đi, nếu anh có cách nào giúp tôi kết liễu mạng sống thì rất tốt, tôi sẽ được giải thoát. Đây gọi là tu hành sai mất phương tiện. Nếu biết được thì không làm lỗi, đó không phải là chứng thánh. Nếu nghĩ mình đã chứng thánh thì sẽ bị loài ma u sầu nhập vào tâm phủ. Tay dùng dao kiếm tự cắt thịt mình, thích được tự sát. Hoặc thường u sầu chạy vào rừng sâu, không thích thấy người. Khi thiếu chánh định chắc chắn sẽ bị đọa lạc. Giảng: đây gọi là tu hành sai mất phương tiện. Vì hành giả không hiểu rõ pháp môn phương tiện nên mới phát sinh sự chấp trước sai lầm này. Sau khi phát sinh sự dính mắc, nếu hành giả biết được thì không lầm lỗi, không có vấn đề gì, không phải là chứng thánh. Điều này không có nghĩa là anh ta đã chứng thánh. Này quý vị đã được nghe đạo lý từ kinh này rồi, quý vị phải nên cực kỳ thận trọng, đừng buông thả tâm ý tha hồ trong vọng tưởng. Đừng khởi lên suy nghĩ muốn chết, hoặc khởi tâm ý là mình không thể đạt được những điều mình mong muốn. Nếu ông vẫn còn giữ suy nghĩ như vậy, ông sẽ thu hút loại ma này đến ngay. Trong thế giới này, chúng nó có mặt rất nhiều. Vì thế nên, ông không nên buông thả tâm mình trong vọng tưởng hoặc nói năng bất cẩn tùy tiện. Nếu ông làm như thế, loại ma này sẽ xâm chiếm ông ngay. Khi điều ấy xảy ra, ông sẽ không thể nào chịu đựng nổi. Ông sẽ mất tự do. Ngay cả khi ông không muốn chết, cũng không có cách nào tránh được cái chết. Nhưng nếu nghĩ mình chứng thánh
thì sẽ bị một loại ma u sầu. Ông nghĩ rằng ông buồn rầu thất vọng, sự lo thất vọng ấy cũng có liên quan đến một loại ma. Tại sao quý vị lại thất vọng hay giận dữ? Nếu quý vị mở được con mắt Phật, Phật nhãn nơi chính mình, quý vị sẽ thấy rằng nếu người ta không nóng giận thì không có loại ma nào cả. Nhưng ngay khi người ta nóng giận, ma liền trêu tức: hãy nổi nóng lên đi, hãy cuồng nộ lên đi, hãy làm loạn lên đi. Đằng sau cảnh tượng này, nó thúc giục quý vị nổi nóng. Cho dù quý vị không tin tôi, thì những gì tôi nói vẫn là sự thật. Còn nếu quý vị không tin lời tôi nói, chỉ còn cách phí mất thời giờ. Hãy thử xem. Nhập vào tâm phủ chiếm lấy thân ông ấy, tay dùng dao kiếm tự cắt thịt mình. Tôi đã từng nói về Dương Hiếu Tử, người con chí hiếu họ Dương rồi phải không? Ngài chính là Thường Nhân Đại Sư. Ngài đã từng thực hành hành hiếu bên cạnh mộ của cha mẹ. Một hôm Ngài đang trong đình, thấy bọn cướp bắt đứa cháu của Ngài đi và sắp bắn nó ở nơi cách Ngài Thường Nhân chừng 5 dặm. Nhưng ngay khi tên cướp sắp bóp cò súng, thì từ trong đình Ngài Thường Nhân dùng tay gạt khẩu súng, làm viên đạn không trúng người cháu, nên nó chạy thoát được. Đằng sau sự kiện này có một con ma muốn cướp mạng sống của người cháu. Chính nó đã khiến tên cướp đến bắt trói và tìm cách giết đứa cháu. Đó là những liên hệ nhân quả. Ma tìm cách giết đứa cháu, nhưng Ngài Thường Nhân cản trở, nên ma chỉ biết đứng sau lưng Ngài chứ không làm gì được Ngài. Nó liền tìm đến người em trai Ngài là Dương Nhị Gia, chiếm đoạt người này thế người ăn. Dương Nhị Gia tay cầm dao đến mộ tìm Ngài Thường Nhân. Nó định tự sát trước mặt Ngài. Ma muốn giết người em, nhưng lạ thay, khi nó cầm dao sẵn sàng đâm vào đầu thì ma không thể hạ độc thủ xuống được. Trong khi đó, Ngài Thường Nhân đang tụng kinh Kim Cang. Trong khi Ngài đang tụng niệm thì sư phụ tôi, Thường Trí Đại Sư, lúc ấy Ngài chưa xuất gia, cảm thấy bồn chồn trong dạ, như thể có điều gì khủng khiếp lắm. Ngài Thường Trí thấy lo lắng và bất an. Ngài tự hỏi có việc gì xảy ra với Dương Hiếu Tử ở ngoài mộ chăng. Ngài vội vã đi ngay ra nghĩa địa để xem sao. Quả nhiên Ngài thấy Dương Nhị Gia đang cầm dao sắp tự đâm mình. Dương Hiếu Tử sư Thường Nhân đã viết sẵn mấy chữ cho thầy tôi, Thường Trí Đại Sư. Ngài đi mua cho tôi một ít giấy vàng mã. Theo phong tục của người Trung Hoa, người ta đốt giấy vàng mã cúng cho người chết. Tôi sẽ tụng kinh Kim Cang cầu nguyện cho hồn ma này được siêu độ. Có một con ma liên quan đến việc này. Ước nguyện của tôi như vậy đó. Sau khi Dương Hiếu Tử trì kinh để cầu siêu cho hồn ma thì không có việc gì xảy ra nữa. Tuy nhiên, đây chỉ là một ví dụ về một loài ma mà ta đang bàn luận. Nhưng trong trường hợp này, ma đến vì nó muốn đoạt mạng người, không phải vì công phu tu tập. Vì Dương Hiếu Tử trong khi tu tập vẫn còn quan tâm đến duyên sự của người trong thân quyến, Ngài đã ngăn chặn được việc loài ma này muốn giết người em trai. Ma không thể giết được Dương Hiếu Tử vì Ngài có định lực và không khởi vọng tưởng, nên ma không thể làm gì được Ngài mà lại đến hại người em. Thích được tự sát, thích được chết đi, hoặc thường ưu sầu. Giờ đây quý vị đã được nghe giảng đoạn kinh này rồi, hãy cẩn thận đừng âu sầu suốt ngày nữa, đừng luôn miệng kêu than và cảm thấy phiền muộn nữa. Nếu quý vị cứ cảm thấy buồn, nản, thất vọng thì loài ma này sẽ đến chiếm đoạt thân xác quý vị ngay. Điều này xảy ra là do một phần năng lực của loài ma và một phần do chính tâm quý vị. Ma lợi dụng tinh thần của quý vị mà hành động. Nếu tâm quý vị an trụ trong chánh kiến thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng nếu tư duy của quý vị không được chân chính thì sẽ bị ma sai xử. Nếu đã nói với quý vị hãy buồn rầu đi, quý vị trở nên buồn rầu cho đến khi chạy trốn vào chốn thâm sâu, lẩn tránh hết mọi người, chạy vào rừng sâu, không thích gặp người. Khi thiếu chánh định sẽ bị đọa lạc. Người như vậy chắc chắn trong tương lai sẽ bị rơi vào địa ngục.